Xin chào, Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả các bạn. Và ngày hôm nay mình đã cùng quay trở lại với các bạn với một ngành học có thể nói là rất hot và đang nhận được rất nhiều sự đăng ký từ các bạn thí sinh. Đó chính là ngành răng hàm mặt. Và nói tới những ngành học trong khối ngành sức khỏe thì đây là một ngành rất là xịn sò nha. Tại vì ngành học này đòi hỏi một môi trường học tập rất là hiện đại và chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về ngành này thì Quang Huy sẽ mời tất cả các bạn cùng đến với trường đại học Văn Lang. Let's go! Wow, các bạn thấy không ạ? Một không gian rất là rộng rãi và thoáng mát. Quang Huy thấy ở đây là có một điểm nhấn rất đặc biệt là mảng xanh nha, cho các bạn sinh viên của chúng ta cảm thấy rất là gần gũi và thân thiện với môi trường. Chưa hết, Quang Huy còn thấy ở ngay khu vực sảnh của chúng ta luôn còn có slogan của trường nữa. Đó chính là Morality, rồi Will, rồi Activity, đạo đức, ý chí, sáng tạo. Nói như vậy là các bạn thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Chưa hết đâu nha, ngành răng hàm mặt ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu còn hấp dẫn hơn nhiều. Muốn biết như thế nào? Đi thôi. Chắc chắn là các bạn đang rất thắc mắc, phải chăng là Quang Huy đã đi lạc vào một phòng khám quốc tế nào đó đúng không ạ? Nhưng mà không phải nha. Hiện tại thì Quang Huy đang có mặt tại một phòng học thực hành của các bạn sinh viên ngành Răng hàm mặt Đại học Văn Lang. Quang Huy đang đưa các bạn đến khám phá khu thực hành trường nhà người ta, niềm tự hào của sinh viên Văn Lang đó nha. Hệ thống khu thực hành khoa răng hàm mặt này được đầu tư hàng triệu đô la với những máy móc chuyên ngành hiện đại bậc nhất được nhập khẩu từ các thương hiệu đẳng cấp quốc tế của Mỹ, Đức, Nhật. Được biết, thiết bị Stimulation Modular mà khoa răng hàm mặt sở hữu là thiết bị hiện đại hàng đầu của hãng Sirona trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chưa hết đâu, trường Đại học Văn Lang cũng là một trong hai cơ sở giáo dục đầu tiên tại châu Á đang sở hữu hệ thống RapCheck. Với thiết bị thực hành hiện đại như vậy, sinh viên nào mà không hào hứng yêu ngành học của mình chứ được. Chào hai bạn. Dạ em chào anh. Anh là Huy đến từ chương trình Vòng tròn hướng nghiệp. Tụi em đang học môn gì vậy ta? Dạ tụi em đang học môn chẩn đoán hình ảnh. À, có nghĩa là nãy giờ là em đang dùng cái gương để xem răng của bạn như thế nào á hả? Dạ đúng rồi, em đang khám cho bạn. Dạ, nhưng mà cho anh hỏi là thường thường là tụi em sẽ được học những cái môn như thế này và tiếp cận với những trang thiết bị hiện đại là từ năm nào? Từ năm nhất là tụi em đã được học trên những cái thiết bị hiện đại trên trong phòng lab, được học mô phỏng ở trên những cái phantom. Còn lên năm 2 thì tụi em được tiếp cận với giá khớp. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bây giờ tiếp tục với công việc của mình đi. Dạ. Cái máy này thì cái điều mà nó giúp ích được nhiều nhất cho em trong cái việc học đó là cái gì? Dạ, điều mà giúp ích cho em việc học đó chính là cái máy này nó có thể chụp được cái răng trong miệng và biết được chính xác những cái nguyên nhân trong miệng mình đang xảy ra những cái bệnh lý gì. Dạ. Khu thực hành này còn trang bị hệ thống máy quét kỹ thuật số Prime Scan mới nhất của Đức, sử dụng công nghệ AI hiện đại. Đây là chiếc máy thế hệ mới đầu tiên tại thị trường Việt Nam, giúp số hóa hoàn toàn công nghệ nha khoa tại khu thực hành lâm sàng mà sinh viên Văn Lang là những sinh viên răng hàm mặt Việt Nam đầu tiên được tiếp cận. Theo như nãy giờ em quan sát thì em thấy là nhiều trang thiết bị là được nhập khẩu quốc tế từ như là Đức nè, rồi Nhật nè, rồi Mỹ nè. Thì em được biết rằng là khu vực phòng thực hành của mình là được đầu tư với máy móc hàng triệu đô la. Thầy chia sẻ thêm cho em biết là những cái máy ở đây thì nó giúp ích cho các bạn sinh viên như thế nào và trong thực tiễn các bạn đi làm ra sao được không ạ? Thì hệ thống máy ở đây thì rất là tốt rồi, các anh chị các bạn cũng thấy rồi đó. Ở đây là chúng ta còn có phòng phẫu thuật để chuyên làm những cái ca phẫu thuật ha. Rồi chúng ta sẽ có cái phòng thanh trùng, rồi phòng chụp X-quang. Thì trong cái phòng chụp X-quang đó thì chúng ta đã có cái máy rất là xịn rồi. Và đặc biệt là khi mà bên trường mới đo cái hàm lượng phát xạ của nó thì nó rất là thấp, nó chỉ 0.01 SV thôi. Tức là cái phòng chì này đạt tiêu chuẩn cực kỳ tốt. Rồi bên cạnh đó là trong cái phòng mà vô trùng của chúng ta đó thì hệ thống máy vô trùng rất là xịn và hoàn toàn được nhập khẩu từ Đức. Và những cái máy này nó rất là lớn, nó có thể công suất nó có thể xử lý hết cả 100 ca bệnh nhân một ngày. Đó, rồi bên cạnh đó thì cái phòng phẫu thuật của chúng ta có cả những cái máy scan, những cái máy làm phẫu thuật rất là hiện đại và có thể đảm bảo có thể làm được tất cả những cái kỹ thuật mà tiên tiến nhất trong ngành nha hiện nay trên thế giới chứ không phải là chỉ ở Việt Nam. Ngoài phòng thực hành chuẩn 5 sao hàng đầu Đông Nam Á thì Đại học Văn Lang còn có nhiều phòng học khác cũng rất ấn tượng. Các bạn hãy cùng với Quang Huy đột nhập vào lớp học của thầy Phước khám phá phòng lab nhé. Là phim nãy tụi em chụp á hả? Dạ. Này là phim của ai vậy? Ủa em luôn hả?
Tính ra tụi em cũng được nghiên cứu rất là kỹ những cái thông tin này ha, để mà mình dễ hơn trong cái việc tiếp cận với răng và hàm. Mình nhìn giống Huyền, không giống lắm. Còn đây chính là phòng mô phỏng lâm sàng, nơi các bạn sinh viên phải thực hành rất nhiều trên mô hình phantom trước khi thực hành trên người thực ở phòng điều trị lâm sàng. Có vậy mới đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa rủi ro cho bệnh nhân, phải không nào? Em đang làm cái gì ta? Trời, dễ quá trời. Ê, nhưng mà có thể cho anh thử trải nghiệm được không? Khoan, bây giờ anh thử trước cái đã. Rồi, cầm này vô. Rồi. À, có nghĩa là mình cứ dùng cái chỗ đen đen là chỗ đen sâu răng đúng không? Là mình sẽ sử dụng để cho nó ra. À. Chà, các bạn, hay nha. Chị biên tập, vô đây, em tự tin rồi, để em vô em làm cho chị. Lại đấy, cái gì còn nhảy. Để đấy, dạ. Lại đây, em tin mà được mà. Mọi người thấy không, mới hù có chút xíu mà sợ rồi. Thôi nói chứ một cái trải nghiệm rất là thú vị của Quang Huy, và chắc chắn các bạn sẽ thấy được nhiều điều thú vị hơn nữa khi các bạn học tại khoa răng hàm mặt các bạn nha. Và các bạn thấy đó, với các bạn sinh viên của ngành răng hàm mặt, các bạn đã được học những giờ học thực hành với những trang thiết bị rất là hiện đại và xịn sò. Chắc chắn là điều này sẽ giúp cho các bạn rất nhiều cho công việc tương lai của mình. Nhưng mà có một điều quan trọng ông Huy đang rất thắc mắc là chương trình đào tạo thì sẽ như thế nào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Đi thôi. Chương trình đào tạo của khoa răng hàm mặt theo định hướng nha khoa kỹ thuật số, cải tiến theo mô hình 2+4. Thời lượng đào tạo chuyên ngành lên đến 153 tín chỉ trong tổng số 223 tín chỉ tổng thể. Sinh viên răng hàm mặt ngay từ học kỳ 2 năm nhất đã có thể tiếp cận với các môn chuyên ngành như là mô phỏng lâm sàng, thực hành lâm sàng, được thực hành trên các phương tiện ghế nha khoa, làm quen với hệ thống hình nộm, các phương tiện số hóa, giúp các bạn tiếp cận nghề nghiệp sớm hơn, tự tin với những kỹ năng đã có sau khi ra trường. Còn chất lượng giảng viên thì sao? Giảng viên của khoa răng hàm mặt là những tên tuổi lớn trong lĩnh vực răng hàm mặt tại Việt Nam. 80% giảng viên răng hàm mặt Đại học Văn Lang có bằng tiến sĩ tại nước ngoài. Đó là những thầy cô, những bác sĩ giàu kinh nghiệm và sẵn sàng truyền cả lửa nhiệt huyết, tình yêu nghề cho các bạn sinh viên nha. Thưa thầy, em được biết rằng là chương trình đào tạo của khoa mình thì được tham khảo bởi trường đại học Sydney của Úc, thì không biết là điều này nó có ưu điểm như thế nào đối với các bạn sinh viên khi tiếp cận với chương trình đào tạo này? Chúng tôi tham khảo trường Sydney Úc bởi vì trường Sydney là được đánh giá là vị trí thứ 34 trên thế giới, vị trí rất là cao. Và cái thứ hai là chúng tôi có một chương trình đầy đủ để có thể tham khảo. Và cái thứ ba nữa đó là nó update rất là hiện đại. Số tín chỉ về nha khoa của người chuyên ngành là 153 tín chỉ. Bởi vì vậy so với các trường khác thì người ta dưới 100. Do đó chúng tôi đưa thêm nhiều môn học vô rất là cần thiết. Chẳng hạn bây giờ tư duy phản biện trong ngành nha khoa như thế nào, giao tiếp trong nha khoa như thế nào, đó, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp trong nha khoa như thế nào. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Dạ, em cảm ơn thầy rất là nhiều với những chia sẻ của mình ạ. Ngoài chương trình đào tạo chuyên nghiệp, khoa răng hàm mặt cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên môn, chương trình liên quan đến lĩnh vực giảng dạy, qua đó tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên tiếp cận và cập nhật kiến thức mới từ chuyên gia lớn, bổ trợ cho hoạt động dạy và học tại trường. Trường Đại học Văn Lang cũng rất chú trọng trong việc ký kết hợp tác, thực tập hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên như là ký kết với nhiều bệnh viện, phòng khám lớn, hỗ trợ thực tập, đón nhận lực lượng lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt là sinh viên răng hàm mặt còn có cơ hội đi trao đổi học tập tại nước ngoài theo ký kết thỏa thuận hợp tác giữa khoa và đại học Chulalongkorn, Thái Lan nữa đó nha. Và các bạn thân mến, với chương trình học thực tế và được thực hành trên những trang thiết bị hiện đại từ những năm học đầu tiên, có thể thấy rằng là các bạn sinh viên của ngành răng hàm mặt của chúng ta sẽ có thêm nhiều tự tin và bản lĩnh hơn nữa trong con đường sự nghiệp của mình trong tương lai. Và đến đây chương trình Vòng tròn hướng nghiệp sẽ phải được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hy vọng rằng là với những thông tin từ chương trình ngày hôm nay sẽ rất hữu ích với tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là đối với các bạn thí sinh đang lựa chọn ngành nghề cho mình. Còn bây giờ thì con Huy xin chào và hẹn gặp lại.